thể khác nhau. Và cuối cùng một thí sinh của chúng ta cũng đã chạm tay đến chuông vàng. Và mời em đứng lên sân khấu. Cặp tay vào chuông. Chúng ta đếm nào. Về dự chủ đề hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng và vinh dự được chào đón sự có mặt của ban giám hiệu và quý thầy cô giáo đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở Ninh Đức. Thưa quý vị, thưa quý thầy cô giáo và các bạn sinh quý, sau đây theo bằng cách viết thư ra quyết định cuối cùng. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Chú bé nắm chắc cái sắc xinh xinh, cái chân thoang thoát, cái đầu nghiêng nghiêng. Hình ảnh trên mới về nhân vật nào, tác giả là ai? 15 giây bắt đầu. Để giờ xin mời chúng ta giờ đáp án. Xin mời các bạn xin tự đáp án. Và lượt của tác giả Tố Hữu. Như vậy những thí sinh nào không đảm bảo đáp án trên, xin mời các em rời khỏi sàn thi đấu. Đáp án phải chính là nhân vật lượt tác giả Tố Hữu. Những đáp án nào chỉ có lượt thôi, chúng ta phải vui lòng rời khỏi sàn thi đấu. Như vậy là câu hỏi số 2 đã có rất là nhiều thí sinh rời khỏi sàn thi đấu. Và đề nghị của trọng tài chỉ cho xem còn lại bao nhiêu thí sinh để chúng ta thực hiện quyền quyết định của mình. Ý của ban tổ chức hôm nay là chúng ta đã loại hơn 50 thí sinh để hỗ trợ các thí sinh trở lại sàn thi đấu. Vâng, xin trân trọng kính mời chính thức chủ nhiệm chúng ta tới sân khấu. Lá thư. Và đây là đây đó, bắt đầu. Cái ngắn càng ngắn thì số lượng hỗ trợ càng nhiều, càng dài số lượng hỗ trợ càng ít. Một cái duy nhất thôi, một cái duy nhất thôi. Rồi chúng ta đã bốc xong bốc thư. Và bây giờ chúng ta hãy trân trọng tất cả lớn này. Các em cố gắng tập trung lắng nghe và suy nghĩ nha. Trong các từ, xin lỗi các em, câu hỏi như sau. Câu văn thường được mở đầu trong các câu chuyện cổ tích là gì? Câu văn thường được mở đầu trong các câu chuyện cổ tích là gì? 15 giây bắt đầu. Và hết thời gian của các em đã bán. Ngày xưa rất là nhiều đáp án. Ngày xưa như vậy những cái nào đã bán ngày xưa thì chúng ta ở lại sân khấu, còn những cái chân nào chỉ đúng.
Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Câu có một cụm chủ ngữ và vị ngữ tạo thành gọi là câu gì? 15 giây bắt đầu. Để giờ mời các em giơ đáp câu nào, chúng ta tất cả các em giơ đáp câu thật thứ nào. Câu chủ vị, câu cần thuộc, câu chủ vị, câu từ. Lần cứu trợ thứ hai không còn em nào hả? Giống như vậy là phải thực hiện lần cứu trợ thứ hai. Không còn em nào. Rồi xin mời, xin mời đại thầy sẽ cùng nhau hít 20 lần. Nếu thầy cô thực hiện được 20 lần thì ban tổ chức sẽ cho phép tất cả các em trở lại sàn thi đấu. Mong các thầy cô cố gắng. Và sau đây xin mời năm thầy nằm xuống sàn. Cứu trợ rất là dễ. Em mời năm thầy nằm xuống sàn chắp tay. Đảm bảo là năm thầy, mỗi thầy phải được 20 cái. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Chưa mà đã. Chưa được. 1, 2, 3. Bắt đầu. 1, 2. Nhịp nhàng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Trong các nước Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào, nước nào không tiếp giáp với biển? 15 giây bắt đầu. Câu hỏi thuộc về địa lý. Hết giờ, xin mời các em giơ bảng lên. Campuchia là Lào. Campuchia. Ai là tác giả của bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên hay còn gọi là Đội Ca? Suy nghĩ bắt đầu. Vâng, đến giờ xin mời các thí sinh chúng ta giơ tay. Thì chúng ta đứng trong quan sát Phong Nhã Văn Cao. Và đáp án của ban tổ chức đó là nhạc sĩ Phong Nhã. Chúng ta được giác rồi khỏi sàn đấu một chút. Chúng tôi mong các em có ba Phong Nhã.
như vậy là câu hỏi số 8 cũng là có khá nhiều thí sinh phải rời khỏi sàn thi đấu, và hiện giờ trên sàn thi đấu chúng ta còn tương đối ít thí sinh, và hy vọng rằng quý vị hãy cho biết số 100 là bình phương của số nào. Câu hỏi toán học, hãy cho biết lặp lại, hãy cho biết số 100 là bình phương của số nào. 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Vâng, xin mời các em đi đáp án. Những cái đáp án nào? Rất là nhiều số 10, 10 bình phương, 10 bình phương, 10 bình phương. Câu hỏi tiếp theo, mong rằng các em sẽ trả lời được. Câu hỏi như sau. Hãy cho biết truyền thuyết sơn tinh, thủy tinh ra đời vào thời Hùng Vương thứ mấy? Vâng, xin mời các em. Đầu phương thứ 18. Vâng, xin chị buồn với ban tổ chức vì một phần quà nó đã ra đi. Chúc các em một câu trả lời chính xác. Đó là thời Hùng Vương thứ 18. Một câu hỏi nữa nha. Câu này liên quan đến địa lý và rất quan trọng. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam? Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam? Nam và Khánh Hòa. Xin chúc mừng em một phần quà đã thuộc về đó là Đà Nẵng và Khánh Hòa, rất là tuyệt vời. Và một câu hỏi. Em cố gắng nhận quà nhé. Câu hỏi sau. Em nghe câu hỏi tự nhiên, câu hỏi toán học. Số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó gọi là số gì? Một cái tay để giơ lên. Em nào giơ tay thì đứng lên. Dành cho khán giả. Đây là phần chơi dành cho khán giả, cái phần chơi dành cho thí sinh. Thì người thường thường chỉ cho khán giả. Lộ rồi, đọc không hết. Còn bạn không? Là số gì? Số 1 và số 0. Rất tiếc vì em không nghe rõ đáp án, không nghe rõ hỏi, cho nên trả lời chính xác. Cuộc gặp hôm nay do bạn nào đó là số viên tố, chúng em một phần quà nữa đã ra đi. Và với năm câu hỏi thì ta được tất cả thì hãy rất lớn, đã có rất là nhiều phần quà đã ra đi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 10. Và mời các em sẽ quan sát một video trên hãy cho biết trong đoạn video là gì? Hãy 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thế giờ xin mời các em nghe đáp án. Khúc ca Hành Quân, đoàn quân, đoàn thanh niên, đoàn thanh niên quân ca Hoàng Sa. Đường hỏi tổ quốc. Rất là nhiều đáp án. Rất là nhiều đáp án. Các bạn như sau. Cưới chồng hoặc cưới vợ mà chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật được gọi là gì? Thật lại. Thank you.
xem câu cuối đáp án. Vào cuộc coi một góc hình này một cái bài viết tiếp theo lên đưa cao lên để chúng ta thấy nào. Và câu hỏi có nội dung như sau: nếu đồng hồ chạy chính xác thì một ngày kim giờ quay mấy vòng? Nếu đồng hồ chạy chính xác thì một ngày kim giờ quay mấy vòng? Thật lại, nếu đồng hồ chạy chính xác thì một ngày kim giờ quay mấy vòng? 15 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ chưa rồi em? Chúng ta đã một vòng, 24 vòng, 2 vòng và 2 vòng, 1 vòng. 2 vòng là và đáp án của ba thực chất đó là 24 vòng. Sau, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Mình đi suy nghĩ bắt đầu. Đời vị khán giả không được nhắc, anh chơi gì? Chết! Không được nhắc. Đến giờ xin mời các thầy cô giáo đáp án nào, các thầy giáo nào. 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 1945, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 1941. Và đáp án mà các thầy đưa ra đó là 15 tháng 5 1941. Nhiều hết. Ui giời ơi. Nếu lấy 3 số quả cam chia làm 3 phần theo tỷ lệ 2, 3, 4 thì phần ít nhất có mấy quả? Không hỏi về toán học. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi rất là tuyệt vời. Thầy nhất sẽ bắt một lá thăm của mình. Thầy nhất sẽ chọn một lá thăm trong ngày này. Rất là tuyệt vời, thầy nhất đã hoàn thành. Rất là xuất sắc các phần cứu trợ. Đang rất là cố gắng. Nếu như lá thăm đó chưa mở ra, thầy khai sẽ mở giữ nguyên để biết nữa. Và chắc chưa còn mở sẽ mở. Và bên này của mình cũng rất là cố gắng và xúc động. Cố gắng chọn lá thăm may mắn, từ từ mở, hồi quá. Xong rồi mở luôn, từ từ. Rồi. Thật là tuyệt vời. Còn 10 giây nữa thôi. Xuất sắc cái phần phụ bộ của mình. Còn lại cô Diễm và cô bé. Hai cô cố gắng trông đợi sự giúp đỡ của hai cô. Hai cô hãy cố lên. Tuyệt vời, và xuất bộ cũng đã vơi ra. Xuất bộ cũng đã vơi ra. Cô Diễm rất là nỗ lực. Thổi cả cái lá thăm ra ngoài luôn. Rất là khỏe. Có sự trợ giúp. Cố lên, một xíu nữa thôi. Được xong rồi. Đó, được xong rồi. Còn một xíu nữa. Cô bé cố lên. Nếu em vượt qua cấp này thì em là thí sinh giành chiến thắng cuối cùng và được rung vững vàng. Em phải bình tĩnh lắng nghe câu hỏi như sau. Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hãy cho biết tên thành phố còn thiếu. Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Hãy cho biết tên thành phố còn thiếu. Sử dụng quyền trợ giúp và ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho em bạn trợ giúp. Nếu em cảm thấy phân vân thì em có thể sử dụng bạn này để nhờ sự trợ giúp. Em suy nghĩ kỹ, tự em quyết định. Chúng ta tập trung lên phía trước để trợ giúp cho sinh viên chúng ta. 15 khán giả chúng ta tập trung nào. 15 bạn khán giả sử dụng máy bay đó. Cầm bút, cầm bút cánh tay và tập trung về phía trước. Đây là quyết định cuối cùng. Bên cạnh các bạn thì em còn có đáp án riêng của mình. Chú ý nhá, cái trực tiếp của mình. Rồi, mời các em tập trung đi đáp án của mình nào. Các em có thời gian 15 giây để ghi đáp án và cứu trợ. 15 giây bắt đầu. Hết giờ, xin mời đưa máy bay vào bên trong. Rồi, cảm ơn còn lại các bạn, chúng ta thành công ghi đáp án đó đó. Rồi em có thể tiếp nhận, rồi có thể chọn bất kỳ đáp án nào hoặc tham khảo. Và mình tích từ các bạn nào nhất thì mình sẽ quyết định cố gắng với sự trợ giúp của 15 khán giả. Hy vọng là em có sự lựa chọn chính xác. Lựa chọn lên tiếp tục thoải mái. Rồi xin mời các bạn hỗ trợ chúng ta về vị trí. Thí sinh cuối cùng đã sẵn sàng chưa? Đã tự tin với chương trình cộng đồng chưa nào? Nếu tự tin thì xin mời em ghi đáp án các bạn. 15 giây cho em bắt đầu. Rất là lâu, không biết thí sinh chúng ta có rung được tụng bạn hay không? Nắng, thành phố Đà Nẵng. Và đáp án của bạn tổ chức đó là thành phố Đà Nẵng. Xin chúc mừng em. Vậy là thí sinh duy nhất chúng ta, thí sinh chúng tôi cũng đã chạm được tay vào chúng bạn. Và chúng tôi đang đến với chương trình siêu hồi lớp thứ hai. Và ngay sau đây xin mời em sẽ tiến lên sân khấu để chạm tay vào chung và rung chung bạn. Như vậy, hãy có rất là nhiều câu hỏi khó dễ với nhau. Và một thí sinh của chúng ta cũng đã chạm tay đến chung bạn. Và mời em tiến lên sân khấu. Cặp tay vào chung. Chúng ta đếm nào. Và một thí sinh của chúng ta cũng đã chạm tay đến chung bạn. Và mời em tiến lên sân khấu. Cặp tay vào chung. Chúng ta đếm nào. 1, 2, 3, rung chung vàng. Vâng, chúc mừng em, thí sinh cuối cùng đã chiến thắng và rung được chung vàng. Đó là em Siêu Hòa Hoài đến từ lớp 92.
và có thể nói chúng ta trải qua một cuộc đàm. Đây là thành tích của các em, đồng thời cũng là nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn. Và hy vọng rằng qua phần thi này sẽ giúp cho các em nhiều điều bổ ích, cùng với các nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt về những em nhiều kỹ năng sống trong mình để chúng ta có một trang vượt bước vào tương lai. Và chương trình ngoại khóa rút chung bàn năm học 2020-2021 đến đây là kết thúc. Sau đây xin mời các em và ban quý thầy cô chúng ta nán lại phút để chứng kiến giây phút trao phần thưởng cho các thí sinh. Sương khói phơi phai đưa bước ai dài.